em chẳng thể hiểu nổi mẹ em nữa. Mua quà tặng cho thì hỏi là có ý gì? Em thì có ý gì được? Không lẽ mẹ em nghĩ là em định mưu sát bà ấy à? Không phải là như thế. Mẹ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, lo nội trợ, ít giao tiếp với ngoài xã hội, thành ra nói năng thiếu tế nhị một chút. Em cũng cảm thấy thế đâu mọi người. Thế chẳng lẽ cứ ở nhà nội trợ là coi lòng tốt của người khác là tà ý à? Em cứ thử nghĩ cho xem, dù gì bố anh cũng là một người có địa vị ở trong xã hội, anh là bố con anh, để mẹ anh có cái mưu ăn mặc khủng khiếp như thế đấy đi ra ngoài đường không biết xấu hổ à? Mẹ bé cứ ngủ thôi, chuyện bé bé chuyện to bây giờ. Ơi, con nhìn mắt nghe còn thâm đen hơn. Còn đúng không? Mọi người có thấy mắt em thâm đen không? Hello mọi người, cảm ơn Thanh Thanh nha. Cảm ơn Kim Cương. Cảm ơn anh Huy. Cảm ơn mọi người. Mẹ quên thế từ ngày xưa rồi. Em để những làm gì cho Nguyên? Hello mọi người. Chị dùng kem nền hãng nào vậy? À, Huỳnh Xuân ơi, Mel dùng kem face của Mel bán nha. Face Baby Dream. Anh vừa chín rồi em sợ quá đi. Nó hôm em sợ quá trời quá đất luôn à. Cảm ơn mọi người. Bao nhiêu một set body vậy chị Dương sung sướng ơi? Một set một body của Mel là 400 nha. Body nano 400. Ừ, mắt tao thâm không? Mắt buồn rồi. Mọi người nhìn mắt mấy con thâm đi không? Mèo mắt thâm. Hết rồi, bớt chưa? Hôm nay thấy bớt chưa? Nguyên ơi, bán chưa chị Khuyên? Em tính mua lông gì cái mọc lông mi với mọc chân mày bên chị nè, mà nãy giờ tính mà quên hỏi tại đi ngoài đường á. Lông mi em có chút xíu à. Mốt chị tặng bớt rồi này, đừng hứt khi nữa. Ok Hiên chị ơi, giờ em hay bị dị ứng lắm mà em muốn xài phay cho trắng thì sao chị? Bạn yên tâm về sản phẩm bên Mel nha, sản phẩm bên Mel là phù hợp với mọi loại da luôn. Lê Hoàng Vũ Khuyên nó nguy hại thì không lấy tiền thôi thì chị. Trời ơi, em đang tính mua cái gì mà mọc tóc chị bán đó, lộn, mọc lông mi với mọc chân mày đó, chị Khuyên ship qua cho em đi. Anh ấy xin nghỉ việc ở nhà một ngày đi. Cảm ơn chị Khuyên nhiều nha, yêu chị. Chắc là do đợt này em thức đêm nhiều quá, cho nên cơ thể mình xin được đấy. Chị đang xài kem của em rồi đi. Em không? Chị em yêu Trang Tích ơi, xài nếu như thế nào thì chị để cho em ý kiến nha.
Chị Tiên ơi, bớt bớt thâm chưa? Bớt rồi đúng không? Tại vì hôm qua gắn lông mi á, các bạn thấy mắt thâm là tại vì hôm qua mèo gắn mi nên cái bóng á, cái bóng lông mi nó làm cho mắt thâm. Ông bị điên à? Có phải nào hôn theo kiểu trẻ trâu nhà ông đâu? Mà hứng mới chả không hứng. Đang điên đang lành, đúng tài liệu của cái đầu này. Mệt thế ông biết. Này, tôi bảo ông muốn trốn không? Cho Nguyễn Thi Vi đoán đó. Ông mọi người ơi, bây giờ ở nhà ở ngoài đường á trời, bên mấy bạn có mưa không? Ở chỗ mưa mưa thì rất là lớn, cho nên ở nhà không biết làm gì thì lại lôi kem ra sức. Ông muốn xem gì sáng chưa đi mua cái này đi. Tại vì ở trong đây, trong nhà mèo á, cái ánh sáng của nó không có được tốt cho nên nhìn mèo không có trắng lắm, nhưng mà ở ngoài cực kỳ trắng luôn. Sữa tới năm không? Không cần đâu, thuộc cho em. Mọi người đây em nha. Ở đây. Dạ. Mẹ ơi. Ôi giời. Kem trắng mặt bao nhiêu vậy? Kem trắng mèo đang sử dụng là giá 480 nha tí đô. Mê Hoàng, kem với serum bao nhiêu vậy chị? Xài bao lâu chị? Serum của mèo là 4. Serum của mèo là 208 và kem phay mèo đang sử dụng là 480 nha. Sử dụng khoảng chừng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Đây. Đây. Con cứ làm việc đi. Mẹ không làm phiền con nữa. Mẹ ra ngoài để con làm việc. Kem mặt chỉ khó không đây, kem mặt mẹ đang xài đây là kem baby cream nha. Còn mà bên mẹ có hai loại kem lận, một loại là kem dưỡng và một loại là kem baby cream. Kem dưỡng dành cho ban đêm nha. Chỗ em có mưa chị ạ, chị ở Nguyễn Mấy Nguyễn Văn Anh. Hồi nãy em trả lời là của bạn Mai Huỳnh nha. Nguyễn Văn Anh, chỗ em có mưa. Chị ở quận 8 nha, mắt thâm dữ về mày. Nó phải thâm lắm. Chưa chờ con làm xong được thì lâu lắm. Giọng miền Nam nghe thích thật, cảm ơn Long Biên. Bé Trinh ơi, em nghe nè chị Yến ơi. Cường hay nói thật hay phết. Mẹ của con ngồi chị ở quận 8 nha. Hello Vi Võ. Chị có kem mặt không? Đây mấy Huỳnh ơi, kem mặt mới đang sử dụng nha. Ngồi làm việc đây. Tính nhiều, hại người. Đây là nước da mèo đây. Tính nó phát ra cái kia. Chị đang xem bạn cái ruby chị đang xài cái body có em nhé. Ok gá à, em cảm ơn chị nha. Bánh tráng đâu không em đây, đây em đang ăn nè, ăn 10 bịch rồi. Người ta còn nói là hơn nè đến cái đường sinh nở sau này. Nói với người ta thì chẳng lẽ dân văn phòng bọn con không muốn làm sinh đẻ được à? Là mẹ cứ nói thế thôi, chứ đàn bà phụ nữ quan trọng nhất là đứa con. Thực ra mẹ cũng chẳng muốn thằng Thanh lấy vợ sớm như thế này đâu, nhưng các con đã cưới nhau rồi. Mọi người ở nhà chị muốn thế này thì phải dưỡng da. Đây mèo đã xài tới thơm ngon đến giọt cuối cùng. Và lại nếu như việc nó không quan trọng quá chị sang thì con dạ là sao là bạn công khánh là mèo không hiểu người ta học cấp. Kem body hơn 2 triệu Nguyễn Thị Phương vừa rồi mẹ giả kem body bao nhiêu một khúc chị? Đây cái body đây là mẹ nói vậy giá thôi, là 400 nha, xài được 1 tháng rưỡi. Xem những cái linh tinh cho nó đỡ buồn đấy mà, con cứ dùng đấy không sao đâu. Mày gọi cho tao thì là đúng lúc đấy, tao đang muốn đến ngay nhà đây. Hãy ông tủ ấy tao ngồi xong lại bảo vận làm cho tao mất công sinh nhật. Đi chơi đi nhà chờ tao, tao thay quần áo cái. Thôi tao sợ mẹ chồng mày lắm. Sợ cái gì? Đi vào đây. Thôi tao sợ cho mày ấy. Lát xe vào vào đây ngồi chờ tao một tí nhá, tao lên tao thay quần áo cái đã. À tranh thủ cốt tát lại cái mặt đi, trông mày mơ phờ. Đây cái body bên mèo đây. Đây
lúc trước chị để tóc vàng nhìn đẹp lắm thôi, bây giờ chị muốn để tóc đen thôi, không muốn để tóc vàng. Đây là kem bao đèn nano mèo đây, cho các bạn coi chất kem nha. Đây mèo chăm rất là sử dụng, bây giờ cho dù một tuần không xuất kem da cũng không có hề xuống màu luôn nha. Cho các bạn coi chất kem của nó, cho chị nha. Con bé này nó có chủ quan như thế là không được đâu bác nhỉ. Đây, cháu nói thế cháu hóa ra bác chất kem của nó là dạng sệt, dạng mịn nha, dạng lotion. Nhưng mà khi các bạn xịt lên nó dạng lotion, tuy là lotion cho nên nó không có bị hao kem nha. Đây, kem theo sữa chua là hũ mèo đang xài cho nên nhìn nó hơi bị lem lem. Chả biết có sống nổi không nữa. Hai đứa cứ nói chuyện đi, bác còn phải chuẩn bị cơm nước. Dạ vâng ạ. Đúng là sát thủ. Trời ơi, còn thảo hồn. Cầm thảo quá, tự nhiên tao lại đúng như không hết. Điên, nhìn đi kìa. Vân ạ, con bảo là con mệt cơ mà, con định đi chơi đâu? Ở hello Tống Lệ Thi, hello mọi người. Đi đấy Trang à? À, cháu để hôm khác rủ Vân đi chơi cũng được không? Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm nước rồi, để Vân ở nhà ăn cơm, nó còn làm việc. Vân nó chỉ được nghỉ mỗi buổi hôm nay thôi đấy. Đang xài loại thảo dược đông y, là cái loại mà ủ tóc á, cho tóc khỏe, tóc dày mà mọc ra đẹp lắm. Bây giờ Mel đang xài thử nè, xem nó như thế nào rồi Mel sẽ chia sẻ lên cho mọi người biết. Nói chung là tóc khá là cải tiến, phục hồi, cải thiện luôn á. Cho nên bây giờ Mel đợi thêm khoảng chừng 1 tuần, 2 tuần nữa xem kết quả như thế nào rồi Mel sẽ chia sẻ cho mọi người biết nha. Tóc chỉ có nói không Mel Phương Trinh, tóc Mel không có nói nha. Đây, không hề nói một chút nào luôn. À, kem body đây. Đây là kem body nano, giá là 400. Sử dụng được 1 tháng rưỡi. Ui. Mẹ giữ cho nhà cửa sạch sẽ là vì mọi người. Đây là kem cải tiến mới bên Mel. Mẹ không dám đưa cái hũ ra luôn á. Đây là hũ cũ của Mel nè, Mel đang sử dụng kem cải tiến mới bên Mel. Nó còn cải tiến hơn là có độ chống nắng cao nè, 45 độ, và độ make up cũng cao nữa. À, gặp nước không hề cho luôn. Các bạn mà sức mà lỡ mà có trời mưa thì các bạn đừng có sợ gì hết, nó không bị loang lỗ, không bị bệt bệt đâu, các bạn yên tâm nha. Giá của nó là 400 nha, hai hũ của nó là 250 gram. Minh Lê bán vậy em có ship không? Em ship toàn quốc luôn nha mọi người. Không có bệnh tật gì đâu ạ. Ai mà dám khẳng định. Kem của Mel là dạng sạch sữa nha. Mẹ nói thế, chẳng lẽ con lấy chồng rồi? Chắc các bạn con phải cắt tất cả các mối quan hệ với bạn bè sao ạ? Con không thể nào làm như thế được. Con định chống đối mẹ đấy à? Tại sao mẹ không mùi sữa dai cực kỳ? Con xin phép này. Vâng, đứng lại đã. Đây, mà tại mẹ là những chuyện mà chắc là chẳng bạn xem.
mẹ ơi, con không có thái độ gì hết. Con chỉ nghĩ là con không thể nào sống mà chỉ biết mỗi mình như mẹ được. Con cũng không thể nào một ngày lau nhà 10 lần mà chỉ vì sợ nhà bẩn và không dám mời bạn bè đến nhà. Thế mẹ giữ cho nhà cửa sạch sẽ để ai hưởng? Mẹ không thể nào chịu nổi cái cảnh nhà cửa hôi hám. Dù cái bản sức thật, dù đi cái bản sức một lớp thôi. Mẹ luôn sạch sẽ. Mà các bạn muốn trắng thêm nữa thì các bạn sức kia một lớp mỏng đó thôi. Nó cũng không hề hay bị vân kem luôn nha. Tại kem này độ mát rất là cao, lên tông tới 5 bậc lận. Chị đừng có hỗn hợp như thế. Các bạn xem. Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Kem thấm cực nhanh luôn. Không một chút xíu thôi là đã thấm cực nhanh rồi. Chị không chịu nổi, chị đừng làm gì thôi. Mẹ con thôi đi. Chị có bỏ sỉ không ạ? Mai chăm mẹ có bỏ sỉ nha bạn ơi. Em suất này trắng da không em đây. Mẹ đã xuất thử cho các chị em xem mà nha. Mẹ đừng bị tin hết. Để cho bạn ăn đừng ngã ngửa ra đây. Em chịu được ạ? Trắng tươi luôn. Mà còn độ dưỡng ẩm cao nữa. Còn đâu? Vâng. Giọng nói chuyện dễ thương mẹ. Cảm ơn ngân ngươi nha. Sức kem á, ra đường vừa được mít chút mà vừa được chuyển trắng da nữa. Chừng nào bố mẹ còn sống ngày nào, bố mẹ còn làm chủ cái nhà này. Nó đừng tưởng nó về đây nó là bà tướng. Thôi mẹ, bọn con có nói gì đâu hả? Thế mà nó vừa mới nói đấy, nó vừa mới có ý kiến đấy. Ôi trời ơi, việc mời ai đến nhà này là quyền của bố mẹ. Thương phướng mà mới khi có chuyện nha, mẹ chồng mẹ dâu. Ủa thì bây giờ đang trời đang mưa, ở nhà không biết làm gì, vừa xem phim vừa dưỡng da và vừa livestream với các bạn nè. Tư vấn các bạn nhé, bạn nào mà không hiểu về sản phẩm bên mình. Tôi nghe xem, tôi đã có lỗi gì với chị nào? Thôi mẹ đừng làm mọi chuyện phức tạp như vậy. Con lui ra để mẹ nói. Tôi nói cho chị biết nhá, hàng ngày tôi cúc cung tận tụy, tôi hầu hạ chị, tôi hầu chị ăn, tôi hầu chị uống. Vậy mà bất kể lúc nào chị cũng có thể nổi giận với tôi được là nghĩa làm sao? Hả? Ôi trời ơi, à, sao bây giờ chị không thể nói gì nữa với tôi đấy phải không? Không xem, vợ con thái độ như thế này có quá đáng không hả? Rồi mẹ xuống nhà đi, con xin mẹ đấy, đi. Ôi trời ơi. Có bớt không em, mua 5 hũ thì tính bao nhiêu vậy? Minh Lê ơi, có gì nhắn tin cho em nha, rồi em sẽ gửi bản giá sỉ qua cho anh xem. Em không biết vì sao, em với mẹ cãi nhau rồi. Đúng rồi, dòng kem bên mẹ quá sức lên giống như là mình thoa phấn vậy đó. Nó mịn mịn á, láng lắm, không bị ẩm đâu nha. Mà có độ dưỡng cực kỳ cao nữa, độ makeup trắng cao. Bây giờ anh lại nói như thế là không có chuyện gì. Game bên mail á hả? Có độ dưỡng là cao. Với lại đánh mẹ anh chẳng đuổi thẳng đánh lên như hoa phấn, không có như các loại kem khác đâu. Xin lỗi. Mua nhiều có tặng gì không? Taylor xong. Có nha, mua nhiều thì sẽ được ưu đãi lớn. Chưa kể em nói ra những câu như thế, bảo sao mẹ chẳng tức giận rồi đau tim. Hãy mở em làm như thế nào? Ma chăm tí mail gửi bạn nghệ sĩ qua cho chăm nhé. Ok nào? Chăm nha, tí chút mà mail lại chim xong mail sẽ gửi bạn nghệ sĩ qua cho chăm. Đừng muốn được không người em. Cần cho một lượng nhỏ và khi mà chúng ta để cho da khô thoáng nhất, sau đó chúng ta sử dụng đến serum. Đây, mình chỉ xài nữa mà cho các bạn xem thôi nha. Qua tất cả những cái xét nghiệm đã thực hiện và thăm khám lâm sàng, thì chúng tôi chẩn đoán chị nhà có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Bác sĩ nói sao vậy? Bệnh trầm cảm á? Thoa serum lên sau một phút là thấm vô ngay. Cảm giác nó rất là mát luôn.
theo serum rất là mát mịn. Serum này giúp chúng ta hả phục hồi những thương tổn nè, duy trì độ đàn hồi cho da nè, làm căng bóng và mịn da nữa. Mà kết hợp với kem phay á thì sẽ hiệu quả rất là cao. Serum này á các bạn nên dùng buổi tối trước khi ngủ, trước bước thoa kem, hoặc là ở nhà mà rảnh rỗi thì các bạn cũng có thể sức được. Nhưng mà khi ra đường thì các bạn đừng có sức serum nha, các bạn chỉ đánh kem thôi. Mà không người chia sẻ cảm thông chẳng hạn. Con chỉ nói sự thật thôi. Nguyên Nguyên bầu có sử dụng một không ngồi đẹp. Baby ơi, bầu thì không có sử dụng đâu nha. Thì bầu thì mail không có bán đâu nha. Vì có bầu cho nên không có sử dụng được. Bây giờ anh lại nói như thế là không có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ. Khi mà bạn ở cử thì bạn xin xong á thì bạn có thể sử dụng nhân viên để cho nó không cho nó sức kem baby dream. Bỗng cầm nhiều người xem và cảm ơn. Ồ, bởi vậy Mel không có quan tâm những mấy cái lời nói đó. Thường xuyên ra ngoài vận động, trò chuyện với bè bạn, uống trà, giải trí. Và nếu có điều kiện thân thì đi du lịch, tạo cho cô ấy môi trường thoải mái tự do. Mẹ chỉ hỏi một bên cho các bạn xem thôi nha. Mẹ không trông bên ra ngoài làm gì? Mẹ không rồi. Có bệnh gì thì phá nó ngay nhanh. Cứ chuyển hết trà này sang trà khác. Vậy có đúng là vợ con nó có thai không? Không có là không có. Sau khi thấm vô rồi chúng ta dùng đến xem. À lộn, đến kem phay. Huyền Diệu dễ sinh quá, cảm ơn Huyền Diệu nha. Con làm sao? Con nói gì đâu ạ. Chắc chắn là cái vần này nó có thai. Cùng là đàn bà với nhau mẹ biết chứ. Vợ con ấy, nó chậm đến gần tháng này rồi. Mẹ theo dõi kiểu chồng gì mà đến chuyện đấy mẹ cũng biết. Có chuyện gì mà qua lại mắt mẹ. Lượng nhỏ thôi đó. Cái kem phay này á, trước khi đi chơi á, mình đánh cũng được nữa. Nó tựa như một lớp phấn vậy đó. Mà nó thay cho lớp phấn vậy đó. Nó có một, nó tạo nên là makeup rất là nhẹ nhàng đi. Mà nó còn được dưỡng nữa nha. Các bạn không cần phải đánh nền phấn gì đâu. Bóng lên nè. Rất là đẹp luôn, mịn nữa, thấm nhanh nữa. Vân bị bệnh trầm cảm. Kết hợp với serum vào buổi tối đạt hiệu quả rất là cao. Đây mẹ đi chơi mẹ toàn hả, trước khi đi chơi là chỉ thoa một lớp này thôi, sau đó mascara và dễ chân mà xong. Thì là bệnh trầm cảm. Mẹ đẹp quá vậy, chuẩn bị chăm hàng đến cho mẹ đây. Chị Tiên ơi, chị nhớ chăm hàng nhanh nhanh cho mẹ nha, vì không có hàng bán cho khách, mẹ rất là buồn. Kem phay giá bao nhiêu vậy? Kem phay giá 480 nha bạn. Đây là loại baby cream 480. Chúng ta chỉ lấy một lượng nhỏ thôi là đủ rồi nha. Nói cho các bạn xem da mặt em yên tâm, bác sĩ nói em không sao đâu. Em thâm quá vậy bé Trinh ơi. Chị ơi em thức khuya cho nên mắt em thâm. Ngoài da mèo rất là sáng luôn. Còn đây là loại kem phay dưỡng ban đêm, thiên về dưỡng. Đây, đây là kem ban đêm thiên về dưỡng. Còn mèo đánh là đây là kem ban ngày nha, có thể sức, có thể đi chơi sức cũng được. Còn đây là kem dưỡng ban đêm lotion, đây là baby lotion. Có cây lan hết đó chị, làm hết chị cũng đang xài. Lắm sao mua thử đi em. Dạ em sắp tới á em cũng được một bà chị cho xài cái
cái đó là gì đâu mà y á, em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà chị đó sẽ cho em xài thử, em xài xem sao. Tại chị đó cũng hay mất em thăm. Đóng cửa lại cho em. Xài body có baby nè, mốt mua kem face cho đủ bộ. Dạ chị ơi, xài da rất là đẹp luôn, hiệu quả rất là cao luôn. Sản phẩm hôm nay là cực kỳ chất lượng. Hello anh Trần Hàng. Chị yêu xài, chị Diệu Minh ơi, chị xài như thế nào? Có gì cho em biết kết quả nha. Kiên trì như mẹ, kiên trì á thì sẽ có một làn da trắng như mẹ. Mẹ muốn sao vậy? Ôi trời ơi, sao lại thế kia? À, mẹ lỡ lời, mẹ xin lỗi. Ừ, thôi con cứ ăn đi, con ăn ở trên giường cũng được. Nhưng mà con cẩn thận một chút, đừng để nó rơi rớt ra trong đệm nhá. Rơi rớt ra trong đệm là kiếm nó kéo lên cả đàn đấy. Thôi, cho vợ ăn nhanh lên, rồi xuống nhà ăn cơm, bố mẹ chờ đấy. Có cái tiếng gì? Dạ mẹ xem phim ma. À lộn, mẹ xem mẹ chồng nàng dâu. Thì em làm sao? Anh tự ăn được à? Thế anh xuống cho bụng mẹ vui nhé. Nhiều người kém hết đấy. Thế ra mà em mà chị biết rồi, theo dõi Barbie lâu bây giờ. Mà bạn bè chúng yêu bất ngờ là cũng đang sản phẩm lên cũng ghiền hết. Nghe chị yêu nói em muốn nổ cái lỗ mũi ra luôn, hạnh phúc quá trời đấy. Con lái xe đưa con đi chơi, hay về thăm mẹ ở chị Vân có vẻ nhớ nhà đấy. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Làm như thế. Bây giờ hả? Nếu mà rảnh rỗi thì tại vì cách đây 2 bữa mẹ đã tắm trắng rồi. Bây giờ muốn tắm trắng cũng không được nữa. Nếu muốn tắm trắng thì phải đợi ngày mai, tại vì tắm trắng xong phải cách 3-4 ngày mới tắm lại rồi. Không ra gọi là mấy ngày trước mẹ đã tắm rồi chứ bây giờ rảnh rỗi quá, muốn chăm sóc da cũng không được. Chỉ có thể là tắm bột dưỡng thôi. Nguyễn Ngọc. Cảm ơn Trường Bé nha, Nguyễn Ngọc là vì em mà tóc chị đẹp quá. Mèo đang dùng thảo dược đông y nè, để xem kết quả như thế nào rồi mèo sẽ đăng lên cho mọi người biết, cùng chia sẻ với mọi người nha. Còn ăn đi, vợ ốm, con có nghĩa là chồng là... kém ăn, sức khỏe trên hết đấy. Em nhớ anh quá Thành ơi. Nó thủ xếp nhớ anh cũng mèo quá. Chỉ yên tâm của anh về đi, nó cũng phải có chỗ đứng đàng hoàng thì vợ chồng mình mới yên tâm được. Để lo, nó có năng lực khác được cất nhắc. Việc nhà nhắc, việc chú bác thì riêng, con mình không lo, chị khỏe lo cho con thế nào. Hello mọi người.